Rồi, hôm nay là video rất đặc biệt nha các bạn. Với đơn hàng trị giá 500k, mình sẽ tặng cho các bạn một cặp coi Red Earl Ribbon Finchi tai bướm và tai bơi lên như thế này đây các bạn ơi. Nha. Mình còn khoảng 4 cặp như thế này là phục vụ cho 4 đơn hàng có giá trị trên 500k, 500k trở lên đó các bạn. Tặng cho các bạn cặp này ha. Cá rất đẹp, rất dễ thương luôn. Còn nếu như các bạn muốn mua lẻ thì mình bán 200k một cặp như thế này. Các bạn tùy thích. Các bạn có thể mua để được tặng cá hoặc các bạn có thể mua về để chơi nha các bạn. Cá rất là đẹp luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh Cá Bảy Màu của mình. Hôm nay tiếp tục mình giới thiệu chia sẻ với các bạn các cái dòng cá của bên mình, cũng như mình cập nhật lại tình hình chương trình khuyến mãi nè, giá cả rồi đó cho các bạn dễ nắm bắt nha. Rồi, các bạn thấy trên màn hình đó là green, double green nha các bạn. Đó. Và dòng này rất là mới nha các bạn. Và vẫn là 200k một cặp nha các bạn, ba cặp thì mình tính các bạn 500k thôi. Cá rất là đẹp luôn, các bạn mua về trải nghiệm thử. Và mình vẫn bán cá mấy màu. Tuy nhiên, mình bán luôn cơm cháy chà bông. Đó. Cơm cháy chà bông xuất xứ là ở Kuala Lumpur. Đó. Họ nói chơi với các bạn thôi. Chứ đây là trứng bo bo nha các bạn. Và các bạn nào có nhu cầu nuôi bo bo, gây giống bo bo để làm thức ăn tươi sống phục vụ cho cá bảy màu nhà các bạn thì các bạn liên hệ với mình 100k một phần. Về các bạn gây giống ra là có cho cá ăn thoải mái luôn. Còn đây là Plutobat Ribbon Vinci tai bơi bướm, cá rất là thẩm thượt luôn nha các bạn ơi, rất đẹp rất dễ thương. Và một cặp như thế này mình bán 100k. Các bạn mua 5 cặp là mình tính cho các bạn 400k thôi nha các bạn. 5 cặp 400k và tặng cho các bạn một cặp luôn khi các bạn mua combo 5 cặp. Còn lại thì có một cặp lẻ mình bán 100k. Cá là ôm bầu hết rồi nha các bạn. Dòng Lutobat này là rip bông rất là dày luôn nha. Finchi và tai bơi bướm tất cả đều dày à, các bạn có thể thấy trong video đó, những cá nó mướt thì thôi. Còn đây là gồng xanh nha các bạn ơi, gồng xanh mình vẫn bán giá là 50k và 5 cặp là 200k, tặng cho các bạn một cặp nha các bạn. Gồng xanh Latinum và tia rất đều, rất đẹp, rất dễ thương. Cá này về làm giống là hoàn toàn ok nha các bạn. Các bạn có thể quan sát tia đuôi rất là đều, không có bị bể tia nha. Và đặc biệt là không có bị nhiễm gì hết luôn. Lưng Platinum và tai bơi rất là xanh, cá rất là đậm đà ha các bạn. Các bạn mua về làm kiểng hay làm giống gì cũng ok hết luôn. Hoặc là cho sinh sản rồi các bạn đem làm giống càng ok hơn nữa nha các bạn. Và đây vàng các bạn ơi, mỏ vàng nè, nó ai cần vàng thì liên hệ với mình full gold 30k một cặp, 5 cặp tặng cho các bạn 2 cặp full gold nha các bạn, 5 cặp tặng cho các bạn 2 cặp và giá là 30k một cặp, 5 cặp là chỉ có 150k thôi. Nhưng mà tặng cho các bạn 2 cặp là ra đến 7 cặp đó các bạn. Các bạn về nuôi hồ ngoài trời, thủy sinh gì đều ok hết luôn. Cá là vàng ươm từ A tới Á luôn nha các bạn. Không chê vào đâu được hết luôn. Còn đây là Dumbo siêu tai bơi giống nha các bạn. Cá rất là chuẩn và đẹp. Đuôi dài bự nè. Lưng platinum trắng nè. Tai bơi rất là xanh, dày và dài nửa thân luôn nha các bạn. 70k một cặp, 3 cặp 200k. Tặng cho các bạn một cặp luôn. Còn 5 cặp là 300k cũng tặng cho các bạn một cặp luôn nha các bạn. Về làm kiểng làm giống tùy thích.
cá rất là dễ nuôi các bạn. Dòng này là mắt đen ha, các bạn về gây bầy rất là nhanh luôn. Các bạn chăm kỹ kỹ chút xíu là cá rất là đẹp, đẹp mướt mát luôn, không chê được. Còn đây Will coi sọt nha các bạn ơi, 30k một cặp, 5 cặp tặng cho các bạn một cặp Will coi sọt, không có ghép bông nha các bạn, Will coi sọt thôi. Dòng này cũng là mắt đen, cũng rất là dễ nuôi các bạn, và đặc biệt màu đỏ của nó hơi cam chút xíu ha các bạn, màu đỏ hơi cam chút xíu chứ không có đỏ huyết, màu đỏ sáng và màu đỏ cam đó. Cá nuôi thủy sinh là hết sảy em 37 luôn, còn nuôi hồ ngoài trời top view thì cũng miễn bàn luôn, miễn chê nha các bạn, và giá chỉ có 30k một cặp thôi, rất là rẻ đối với cái dòng coi và sọt như thế này. Silverado nha các bạn ơi, 50k một cặp, 50k một cặp là bự chà bá lửa luôn. Cá mái là ôm bầu, còn cá trống thì như trong video các bạn cũng có thể thấy đó, về cá mái thì cho đẻ, còn cá trống thì vớt lên nuôi làm kiển. 5 cặp là 200k tặng cho các bạn một cặp ha. Đó, mua về làm giống chơi thoải mái luôn. Và tiếp tục đây là dòng cá mới bên mình nữa này nha các bạn, AB Red Row nha, thuộc hệ đỏ, thuộc hệ lửa đó, AB Red Row. Dòng này mình bán 50k một cặp và 5 cặp nhãn là 200k và tặng cho các bạn một cặp AB Red Row. Thì theo yêu cầu của một số bạn, mình đã làm cái dòng này và bây giờ mình đã có cá rồi. Các bạn nào thấy video này hoặc là các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình. Mình mới phơm được một bầy như thế này đây, và mình vẫn tiếp tục phơm cá con để có cá phục vụ cho các bạn. Ai yêu thích AB Red Row thì liên hệ với mình ha các bạn. Còn đây là Blue Gat nha các bạn, Blue Gat xanh Man City nhưng mà có chấm đen đó, đuôi có hoa văn, mình cũng có hoa văn luôn. Các bạn yêu thích Blue Gat thì yêu thích những cái dòng xanh mà có hoa văn thì bắt Blue Gat, còn yêu thích xanh trơn thì Blue to Bass thấy các bạn. Và dòng này mình vẫn bán là 40k một cặp, 5 cặp mình tặng cho các bạn một cặp nha các bạn. Đối với dòng này, cá mái là mình ghép trống cho các bạn sẵn rồi, về là cho nổ bơm thôi. Và cá này cũng rất là dễ nuôi các bạn. Và đây là coi Red Ơ, gần full tay nha các bạn, gần full tay nhưng chưa full tay. Về các bạn tốn thời gian chút xíu để form thêm. Mình bán 30k một cặp nha các bạn, và 5 cặp vẫn tặng cho các bạn một cặp luôn. Cá này về các bạn form thêm là tay nó sẽ full thôi, không có gì, có điều hơi mất thời gian chút xíu. Còn đây là coi Red Earl full tay nha các bạn, full tay mình bán 50k một cặp, 5 cặp mình cũng tính cho các bạn 200k thôi và tặng cho các bạn một cặp luôn, full tay hết rồi nha các bạn. Về muốn chơi kiển là chơi kiển, muốn làm giống là làm giống, muốn tặng cho người khác là tặng luôn đó, bài sẵn hết luôn rồi. Cá rất là đẹp luôn ha các bạn, và mình cũng ghép trống cho các bạn xong luôn. Còn đây coi Red Ơ full toàn tập luôn nha, full tay full lưng luôn nha các bạn ơi, làm giống là hết sảy luôn. Gen cá này rất là tốt nha các bạn, và mình bán 100k một cặp. Khi các bạn mua 3 cặp mình sẽ tặng cho các bạn một cặp, và khi các bạn mua 5 cặp mình tính cho các bạn là 450k thôi và cũng tặng cho các bạn một cặp luôn ha các bạn. Cá rất là đẹp luôn, mình ghép trống xong xuôi hết rồi, về là các bạn dọn ổ cho đẻ thôi. Còn đây Dumbo coi nha các bạn, Dumbo coi size tơ mình bán 50k một cặp, 5 cặp mình bán 200k và tặng cho các bạn một cặp luôn. Cá vẫn còn bung nha các bạn, cá này size tơ thôi nhưng mà đầu lên rất là lớn và kéo vô rất là sâu rồi này nha các bạn. Đó, nhìn cá rất là mướt mát luôn, mái
thì mình cũng ghép chống cho các bạn xong luôn, size tơ nhưng mà cho đẻ sớm luôn các bạn, không sao hết nha. Về các bạn cứ việc cho nó đẻ, cho nó sinh sản, sau đó làm kiểng sau, không sao hết nha. Rồi hôm nay mình về quy giáo đây các bạn ơi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau nha. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ và giới thiệu cái mèo của mình cũng như những chương trình khuyến mãi đó. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ mình nha. Rồi xin chào nè.